Xin chào cả nhà, chúng tôi đang có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Và tôi đang có mặt tại ngã tư lớn nhất ở thị xã Nghĩa Lộ. Và trước mặt chúng ta chính là tỉnh ủy của thị xã Nghĩa Lộ. Đây, trên này tỉnh ủy đây, rất rộng lớn và đẹp đó. Và đối diện con đường lên tỉnh ủy này chính là trục đại lộ Hoa Anh Đào. Vì sao gọi là trục đại lộ Hoa Anh Đào? Vì đây chính là con đường di sản văn hóa du lịch đấy, mà được kết hợp giữa Nhật Bản và Nghĩa Lộ làm con đường này, với trồng hai bên đường này đều là trồng hoa anh đào hết. Và con đường này đi thẳng khoảng 600 mét là sẽ ra đến khu đất vàng du lịch, làng du lịch văn hóa cộng đồng Chào Hạ. Và nay chúng tôi thì đang triển khai những cái quyết cực kỳ đẹp ở tại khu làng văn hóa này. Đó, xung quanh thì đông đúc. Và với vị trí trung tâm như thế này thì ở đây có giá lên tới hàng trăm triệu, hàng trăm triệu một mét đất ở đây, mà không có để mà bán, mà cũng không ai giao dịch cả. Thế nhưng mà ở phía đại lộ Hoa Anh Đào này, con đường duy nhất này về phía trong hạ thì chỉ có khoảng tầm 7-8 triệu một mét, cực kỳ rẻ, độ lệch nhau khoảng tầm mười mấy lần về giá trị, mà nằm trên trục đường chính này đó. Và đó là lý do vì sao mà những khách hàng, nhà đầu tư Hà Nội khi mà lên với lại dự án Chào Hạ Nghĩa Lộ thì đều cảm thấy vô cùng tiềm năng, và ai cũng đều mua sắm tích lũy cho mình một vài đất vàng ở nơi đây. Và cơ hội mà có thể nhân đôi, nhân ba lần tài sản là vô cùng hiện hữu và rõ ràng. Và xin chào và hẹn gặp lại chúng ta tại Nghĩa Lộ Yên Bái, Chào Hạ Nghĩa Lộ Yên Bái. Xin chào và hẹn gặp lại.